các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt trên khắp khu vực miền đông Ukraine. Tại Bakhmut, Ukraine nói vẫn kiểm soát được tình hình với sự chỉ huy trực tiếp của tư lệnh lục quân Ukraine. Trong khi đó, ở thành phố Ma, Avdiivka gần đó, tiếng pháo liên tục nổ vang dền trong bối cảnh có thông tin cho rằng Nga sẽ điều chuyển các đơn vị Wagner đến đây để tham gia tấn công. Tuy nhiên, nhóm lính đánh thuê do Điện Kremlin hậu thuẫn đã bác bỏ việc tham chiến ở Avdiivka. Những diễn biến đáng chú ý khác về xung đột. Một tướng về hưu của Ukraine dự đoán thời điểm Nga sẽ mở cuộc tấn công mới. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thể hiện niềm tin Ukraine sẽ phản công hiệu quả vào mùa xuân. Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu nhận định về kế hoạch hạt nhân của Nga. Làm rõ chuyện ông Donald Trump bay đến Moscow để đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin. Một sinh viên Nhật gây chú ý truyền thông khi mặc trang phục giống Tổng thống Ukraine đến dự lễ tốt nghiệp. Các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Trung Quốc phản đối Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp bà Thái Anh Văn. Ấn Độ tuyên bố đã sẵn sàng đối phó với Trung Quốc. Hy Lạp lên kế hoạch bầu cử quốc gia vào ngày 21 tháng 5. Vua Tây Ban Nha ngẫu hứng trổ tài chơi nhạc cụ flamenco truyền thống. Chồng phó tổng thống Mỹ trải nghiệm mặc trang phục truyền thống của Ghana. Ra mắt tượng sáp Lionel Messi cầm cúp vô địch World Cup. Hình ảnh thú vị hôm nay ở Hà Lan, trình làng thịt viên khổng lồ có gen của voi ma mút đã tuyệt chủng. Tất cả thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay sẽ mở đầu với những cập nhật đáng chú ý trên chiến trường Đông Âu. Thưa quý vị, thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine vẫn là một trong những điểm nóng về giao tranh hiện nay, khi lực lượng Nga đang liên tục tấn công dồn dập để giành quyền kiểm soát chiến địa này. CNN dẫn tuyên bố của quân đội Ukraine cho biết, tình hình chiến sự ở Bakhmut vẫn nằm trong tầm kiểm soát với sự chỉ huy trực tiếp của tư lệnh lục quân nước này, Oleksandr Sersky. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 28 tháng 3, lực lượng bộ binh Ukraine cho biết, đại tá Oleksandr Sersky đã luôn túc trực ở tiền tuyến, cùng cấp dưới phối hợp hành động, ngăn chặn bước tiến của đối phương. Thông báo có đoạn, kẻ thù tiếp tục cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi ở Bakhmut. Họ không ngừng gửi những đơn vị tinh nhuệ nhất tới đó. CNN đồng thời dẫn lời một binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới số 46 nói rằng, nỗ lực bảo vệ Bakhmut đang phụ thuộc vào việc chấn giữ làng Ivanishke nằm ngoại ô phía tây thành phố. Người này nhấn mạnh rằng nếu để mất Ivanishke, tình hình ở Bakhmut sẽ ngày càng xấu đi. Theo binh sĩ Ukraine, việc kiểm soát được Ivanishke sẽ giúp Nga chặn đứng con đường tiếp tế của lực lượng Ukraine từ Chashivya cũng như cho phép xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía nam Bakhmut. Tuy nhiên, người này cũng khẳng định rằng, mặc dù gia tăng cường độ giao tranh với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh, lực lượng Nga vẫn chưa thể đạt được bước tiến đáng kể nào ở Bakhmut kể từ đầu tuần. Hiện Moscow chưa phản hồi về thông tin trên. Trong khi đó, nhóm lính đánh thuê Wagner mới đây bác bỏ thông tin cho rằng họ đang điều quân tới mặt trận Avdiivka, cách Bakhmut hơn 90 km về phía nam, nơi được xem là địa ngục thứ hai của chiến trường miền đông, chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt tương tự Bakhmut. Ông trùm quân sự tư nhân Yevgeny Prigozhin đã phủ nhận việc nhóm lính đánh thuê của ông chuyển sang tham chiến ở Avdiivka để đảm bảo giành được ưu thế ở khu vực này. Phía Ukraine đã gọi thành phố này là Bakhmut 2 do các đợt pháo kinh hoàng trong thời gian qua. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh đưa ra báo cáo cho thấy Nga đã tổn thất nhiều phương tiện chiến đấu ở Avdiivka. Trên Telegram, ông Prigozhin viết, đó không phải là sự thật, không có chuyện phân chia nhóm lính Wagner đến Avdiivka. Nhiệm vụ chiến đấu ở đó là thuộc về lực lượng chính quy Nga. Người đứng đầu chính quyền thành phố, ông Vitaly Verbas, cho biết lực lượng Nga đang biến Avdiivka trở thành một nơi giống như ngày tận thế và có thể bị xóa sổ khỏi trái đất này. The Guardian đã trích dẫn video do cảnh sát vùng Donetsk đăng tải,
cho thấy những tòa nhà và bức tường đổ nát của thành phố nằm trên các con đường tan hoang. Cảnh sát Ukraine cho biết họ đang nỗ lực sơ tán toàn bộ người dân còn bám trụ ở thành phố. Giáo sư khoa học chính trị Sergey Kudelia của Đại học Baylor nói với Newsweek rằng do thành phố Bakhmut đã bị bao vây hoàn toàn, nên người Nga nghĩ rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ ở đó. Chiến lược mới của họ là đợi Ukraine rút quân khi đã hết nguồn tiếp tế. Avdiivka đã trở thành mục tiêu mới vì nó gần thành phố Donetsk. Ông Kudelia cho rằng thành phố Donetsk là sự thất bại của Nga khi quân đội của họ không thể kiểm soát thủ phủ quan trọng này của vùng Donbass sau 13 tháng giao tranh ác liệt. Theo ông Kudelia, nếu Ukraine thành công bảo vệ Avdiivka, họ sẽ chặn đường hướng tấn công và bao vây của Nga từ các khu vực phía bắc tỉnh Donetsk. Ông khẳng định Ukraine phải giữ được Avdiivka dù giờ đây nó là thành phố ma, chỉ còn những tòa nhà bỏ hoang đã bị đổ nát. Ghi nhận tại một ngôi làng gần thành phố Avdiivka, hoạt động sơ tán dân thường đang gặp khó khăn khi những cư dân lớn tuổi ở đây không chịu rời khỏi nhà, mặc dù pháo kích dữ dội liên tục xảy ra. Ở một ngôi nhà cách Avdiivka vài km về phía tây bắc, cụ bà Lubov, 71 tuổi, và chồng vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình, vừa chăm sóc đàn gia súc, vừa nghe tiếng pháo nổ. Bà cho biết các cuộc tấn công diễn ra tất cả thời điểm trong ngày, buổi sáng, trưa và tối. Cụ bà nói bà từ chối rời đi vì bản thân cao tuổi và không có đủ tiền để sinh sống ở nơi khác. Cảm ơn Chúa vì mỗi ngày thức giấc, tôi thấy mình còn sống, bà bày tỏ, đồng thời chia sẻ thêm. Quân đội của chúng tôi đang chiến đấu và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi luôn hy vọng rằng tình hình sẽ dịu xuống. Trong khi đó, ở ngôi làng bên cạnh, bà Elena, 56 tuổi, cũng không chấp nhận đi sơ tán. Bà lo lắng rằng bản thân sẽ không đủ khả năng trang trải cuộc sống của bà và con trai ở nơi khác an toàn hơn. Người phụ nữ cho biết bà cập nhật thông tin chiến sự hàng ngày qua radio. Trong khi đó, ở đông nam Ukraine, đặc biệt là khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, các hoạt động quân sự đang gia tăng đáng kể. Thông tin được CNN trích dẫn cảnh báo của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi. Trả lời phỏng vấn với đài CNN từ thành phố Dnipro, trước khi đến thăm Zaporizhia, ông Grossi thông báo tình hình xung quanh nhà máy không được cải thiện. Ông Grossi nói, các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn, thậm chí còn nhiều hơn. Có nhiều binh sĩ, pháo hạng nặng và phương tiện quân sự ở đây xung quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Cơ sở này còn thường xuyên bị mất điện. Chuyến thăm vừa qua của ông Grossi đến Zaporizhia là lần thứ hai kể từ tháng 9 năm ngoái. Ông nói, tôi muốn tận mắt chứng kiến tình hình ở đó và đối thoại với những người quản lý, trong đó có cả người Nga, hiện đã chiếm giữ nhà máy này. Tập đoàn Năng lượng Quốc doanh Rosatom của Nga cho biết họ sẵn sàng đối thoại với Tổng Giám đốc IAEA về tình hình của nhà máy. Ông Grossi nói thêm, tôi và đội ngũ của mình đã đi qua khu vực chiến tuyến để đến nhà máy điện hạt nhân giống như năm ngoái. Tôi đang nỗ lực để thiết lập vùng an toàn xung quanh cơ sở hạt nhân để chúng ta tránh một thảm họa có thể xảy ra. Ông Grossi một lần nữa khẳng định thực trạng của nhà máy điện Zaporizhia rất nguy hiểm và không thể lường trước được vì nó đang nằm trong vùng chiến sự. Hiện nay, thế giằng co nghẹt thở đang được Nga và Ukraine duy trì trên các mặt trận tiền tuyến. Trong bối cảnh đó, một tướng nghỉ hưu của Ukraine vừa nêu nhận định của mình về thời điểm Nga sẽ mở cuộc tấn công mới. Ông Viktor Muzhenko, cựu tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương rằng Nga có thể bắt đầu bất kỳ cuộc tấn công nào vào mùa hè hoặc mùa thu tới. Theo ông, cuộc tấn công của Nga có khả năng xảy ra nhất vào tháng 8 do tầm quan trọng mang tính biểu tượng của nó đối với giới lãnh đạo quân sự Nga, khi đây là thời điểm Nga kỷ niệm 80 năm trận chiến Kursk, một bước ngoặt của nước này trong Thế chiến II bằng việc giải phóng Kharkiv, một thành phố miền đông Ukraine và hiện cũng là một địa điểm chiến lược trong cuộc chiến hiện nay. Bên cạnh đưa ra dự đoán trên, tướng Muzhenko cũng lưu ý rằng Nga vẫn còn khả năng chiến đấu. Tôi tin chắc họ có một nguồn lực nào đó nhất định. Câu hỏi đặt ra là khi nào nguồn lực này sẽ được tích lũy đủ để họ tạo ra ưu thế về mặt quân sự sau một năm chịu nhiều tổn thất và không có một thắng lợi mang tính chiến lược nào. Ông Muzhenko nói, trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington dự đoán Moscow đang cân nhắc mở cuộc tấn công vào mùa xuân. Về phía Ukraine,
Tổng thống Zelensky cho biết nước này không thể phát động một cuộc tấn công mới cho đến khi nhận được thêm vũ khí từ phương Tây. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây cho biết, ông tin rằng Ukraine đang có cơ hội rất tốt để phản công vào mùa xuân và điều đó có thể mang lại thắng lợi. Nhiều nhà phân tích tin rằng Ukraine chắc chắn sẽ mở cuộc phản công quy mô lớn trong những tháng mùa xuân sắp tới để tổng lực đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ. Tại Ủy ban về lực lượng vũ trang của Thượng viện Hoa Kỳ, ông Austin đã bày tỏ niềm tin rằng quân đội Kiev sẽ có nhiều lợi thế để chống lại Nga khi chiến trường bắt đầu tăng nhiệt vào mùa xuân. Ông cũng chỉ ra việc quân đội Ukraine đã thành công khi khiến Moscow tổn thất đáng kể trong suốt mùa đông vừa rồi. Ông Austin nói, các lực lượng Nga đã cạn kiệt phương tiện chiến đấu đến mức mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Giờ đây, họ đã sử dụng đến xe tăng T-54 và T-55 bởi vì Ukraine đã khiến họ thiệt hại quá nhiều. Liên quan đến dự đoán chiến trường, ông Austin khẳng định Ukraine sẽ trên cơ Nga vào mùa xuân. Ông nói, chúng ta sẽ thấy các trận chiến gia tăng trong những tháng tới. Tôi nghĩ Ukraine sẽ có cơ hội tốt để giành chiến thắng. Trong khi trước đó, phía Ukraine khẳng định họ chỉ phản công khi mọi nguồn lực đã sẵn sàng. Liên quan đến kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga đến Belarus, mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Cụ thể, nhà lãnh đạo đã bày tỏ lo ngại về trách nhiệm của Nga đối với loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng họ vẫn chưa thể làm được điều đó, nhưng phát ngôn nguy hiểm của ông Putin thực sự đáng lo ngại. Cuối tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố xây dựng cơ sở lưu trữ hạt nhân trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Lukashenko cũng đã đồng thuận với kế hoạch này. Các nước phương Tây đã chỉ trích Moscow có hành động vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được. Tuy ông Putin không tiết lộ khi nào sẽ thực hiện kế hoạch, nhưng nếu có, thì đây sẽ là lần đầu tiên Moscow triển khai vũ khí hạt nhân ra ngoài lãnh thổ kể từ sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Thưa quý vị, trái ngược với sự ủng hộ của người kế nhiệm Biden dành cho Ukraine, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thường xuyên đưa ra những lời cảnh báo về xung đột ở Đông Âu khi bắt đầu mở rộng các chiến dịch vận động tranh cử của mình. Ông Trump cho rằng Moscow vẫn tôn trọng Mỹ, kể cả sau khi diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Mới đây, có thông tin cho rằng ông Trump đã bay đến Moscow để gặp nhà lãnh đạo Nga. Ông Trump từng khẳng định rằng ông đã xây dựng thành công mối quan hệ với Nga, trong khi Nhà Trắng hiện tại lại phá vỡ điều đó. Ông Trump được cho là đã có buổi đối thoại với Moscow khi trên mạng xã hội Truth Social xuất hiện hình ảnh về chuyến bay riêng của ông đến thủ đô nước Nga. Hôm 27 tháng 3, một tài khoản trên nền tảng Truth Social đã đăng tải hình ảnh chụp từ ứng dụng theo dõi chuyến bay Flightradar24 và nhận được 5.000 lượt xem. Hình ảnh cho thấy có một chuyến bay từ bang Miami của Mỹ đi đến thủ đô Moscow với số hiệu giống máy bay tư nhân của ông Trump. Tuy nhiên, cùng thời gian này, cựu Tổng thống Mỹ đăng bài viết có nội dung là: vị Tổng thống yêu thích của quý vị sẽ đáp xuống Washington. Tôi không có gì phải giấu giếm cả. Ông Trump đã tuyên bố cuộc chiến ở Đông Âu sẽ không xảy ra nếu như ông là Tổng thống. Theo Newsweek, các bức ảnh do tài khoản trên đăng tải có vẻ như đã khiến mọi việc bị hiểu lầm, vì máy bay riêng của ông Trump đã ngừng hoạt động từ năm 2015 và bài đăng của ông cũng không được xác định ngày cụ thể. Newsweek cho rằng tất cả những thông tin nói ông Trump bay đến Moscow thay vì Washington là không đúng. Hơn nữa, trước tình hình chiến sự cam go, việc bay đến Nga lúc này thường sẽ được công khai để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, ông Trump chỉ xuất hiện ở thủ đô Washington trong những sự kiện lớn sau khi rời khỏi Nhà Trắng. Trong khi đó, vào ngày 28 tháng 3, Bộ Ngoại giao Iran cho biết trên kênh Telegram, Ngoại trưởng nước này Hossein Amir Abdollahian đã có chuyến thăm chính thức Moscow trong bối cảnh phương Tây liên tục cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo nguồn tin, Bộ trưởng và Phái đoàn Ngoại giao Iran đã được đón tiếp ngay tại sân bay bởi các quan chức ngoại giao Nga, cùng đại sứ và các nhân viên đại sứ quán Iran tại Nga khi đến Moscow. Ông Abdollahian đã có cuộc nói chuyện với báo chí Iran đề cập đến những vấn đề trong cuộc đàm phán, trong đó ưu tiên về chương trình hạt nhân của Tehran. Bộ Ngoại giao Iran đã viết trên kênh Telegram rằng ông Abdollahian
sẽ thăm Moscow theo lời mời của Ngoại trưởng Lavrov. Theo tuyên bố đó, các bên sẽ có cuộc thảo luận về nhiều khía cạnh trong quan hệ song phương, cũng như các vấn đề của khu vực Trung Đông và quốc tế mà cả hai cùng quan tâm. Cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Đại sứ Iran tại Nga Kajem Jalali cho biết, Tehran đã lên kế hoạch thảo luận về hành lang vận tải Bắc Nam và xem xét các hoạt động hợp tác về kinh tế và thương mại. Hiện phương Tây chưa có phản ứng về chuyến thăm Moscow của Ngoại trưởng Iran. Cũng trong ngày 28 tháng 3, Điện Kremlin đã lên tiếng bình luận về thông tin gần đây cho rằng Đức đang lên kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine từ 3 tỷ euro lên hơn 15 tỷ euro trong vài năm tới. Hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhận định rằng Đức đang ngày càng can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine khi nhắc đến bài viết của tờ Spiegel Đức cho biết chính quyền Berlin đang tính đẩy mạnh vũ trang cho Ukraine. Trả lời câu hỏi liệu quyết định này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa Nga và Đức, ông Peskov nói, quan hệ song phương của hai nước đang ở mức thấp và cần được cải thiện nhiều. Berlin đang tích cực vũ trang cho Ukraine, đưa hàng loạt vũ khí đến đó, trên phương diện trực tiếp hay gián tiếp. Họ đang tham gia nhiều hơn vào cuộc xung đột. Những hành động như vậy chắc chắn sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh. Vừa qua, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã đưa ra các tiêu chuẩn để các vận động viên Nga và Belarus trở lại đấu trường quốc tế. Phản ứng về động thái này, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga, ông Stanislav Pozhniakov cho rằng các quy định mới của IOC đang gây áp lực cho vận động viên hai nước. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, các vận động viên Nga và Belarus đã bị cấm tham gia vào những giải thi đấu quốc tế. Đến đầu năm nay, IOC đã thông báo các quy định mới nhằm mở đường cho vận động viên của hai nước này được tham gia trở lại. Tuy nhiên, ông Pozhniakov cho biết, Ủy ban Olympic của Nga hoàn toàn phản đối việc các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội với tư cách là một người tự do, nghĩa là họ sẽ không mang cờ hay hát quốc ca khi tham gia thi đấu. Ông Pozhniakov cũng chỉ trích việc IOC tăng cường các quy định cấm vận động viên Nga dùng chất cấm do liên quan đến các bê bối doping trong quá khứ. Trên Telegram, ông Pozhniakov viết, các thông số quy định là không thể chấp nhận được. Đây là sự phân biệt dựa trên quốc tịch. Tư cách vận động viên trung lập là vi phạm nhân quyền. Chúng tôi thấy các điều kiện của IOC là không có cơ sở pháp lý và quá đáng. Chúng tôi không đồng ý những quy định cấm doping sử dụng đối với vận động viên Nga. Trước đó, Chủ tịch IOC, ông Thomas Bach cho biết, vận động viên Nga và Belarus có thể tiếp tục tham gia các giải đấu quốc tế với tư cách trung lập, thi đấu dưới lá cờ Olympic quốc tế, chứ không phải đại diện cho một quốc gia. Thời gian qua, IOC đã bị chỉ trích vì cho phép các đoàn thể thao của Nga và Belarus tham gia vòng loại Thế vận hội mùa hè sắp tới tại khu vực châu Á. Thưa quý vị, một nam sinh viên Nhật Bản mới đây tham dự lễ tốt nghiệp đại học của mình trong chiếc áo len màu ô liu và quần kaki, phong cách thời trang thường thấy của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại hầu hết các buổi lễ tốt nghiệp ở Nhật Bản, sinh viên tốt nghiệp thường sẽ mặc vest hoặc lễ phục trang trọng. Nhưng trường đại học Tokyo lại có truyền thống riêng, cho phép các sinh viên chọn trang phục theo ý muốn trong ngày trọng đại của họ. Tôi là Tổng thống Zelensky, nam thanh niên gây chú ý với vẻ ngoài giống nhà lãnh đạo Ukraine, nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin địa phương. Anh chia sẻ rằng anh đã quyết định trở thành Tổng thống Zelensky của Ukraine trong buổi lễ tốt nghiệp của mình vì mọi người nói họ trông giống nhau. Nam sinh viên đồng thời cho biết anh đã mất 3 tháng để nuôi bộ râu. Đến với buổi lễ tốt nghiệp, anh còn mang theo một tấm biển mang thông điệp ủng hộ Ukraine. Cùng với đó là chiếc thìa ăn bằng gỗ, giống như chiếc mà Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tặng cho Tổng thống Ukraine Zelensky trong chuyến thăm bất ngờ đến Kiev hồi tuần trước. Chuyển sang các tin tức chú ý khác trên thế giới, hôm 29 tháng 3, Trung Quốc dọa sẽ trả đũa nếu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy hội đàm với bà Thái Anh Văn trong chuyến thăm của bà ấy đến Mỹ. Trung Quốc cho rằng hành động của Washington sẽ khiến cho tình hình ngày càng căng thẳng. Hôm 29 tháng 3, bà Thái Anh Văn đã có chuyến công du đến hai quốc gia Trung Mỹ là Guatemala và Belize trước khi bay đến New York và Los Angeles. Các nguồn thạo tin cho biết
Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy sẽ gặp bà Thái tại Los Angeles, mặc dù hiện tại chưa có thông tin chính thức nào về buổi hội đàm này. Người phát ngôn văn phòng vụ đại sứ Đài Loan của Trung Quốc Zhu Fenglian nói rằng, nếu bà Thái gặp ông McCarthy, đó sẽ là sự kiện gây leo thang và vi phạm nghiêm trọng đến chính sách một Trung Quốc. Điều này rõ ràng đe dọa đến chủ quyền và độc lập của Trung Quốc, cũng như phá hủy hòa bình ở eo biển Đài Loan. Bà Zhu khẳng định Bắc Kinh hoàn toàn phản đối cuộc gặp này và sẽ tìm ra biện pháp để đáp trả lại. Trong khi đó, Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ, ông Manoj Pandey mới đây khẳng định rằng New Delhi đã sẵn sàng chuẩn bị cho bất kỳ tình huống xung đột nào có thể xảy ra tại biên giới tranh chấp với Trung Quốc. Ông Pandey cũng chỉ ra rằng Bắc Kinh đã xây dựng lực lượng quân sự ở khu vực biên giới. Ông Pandey hôm 28 tháng 3 cho biết, Bắc Kinh đã xây dựng cơ sở quân sự đáng kể trong những năm qua dọc theo đường kiểm soát Ấn Độ-Trung Quốc, LAC. Ông tuyên bố, Ấn Độ đang tăng cường lực lượng đến các khu vực biên giới phía Bắc. Ông nói, chúng tôi đã ở trong tư thế sẵn sàng cao độ và quân đội Ấn Độ có thể thỏa thuận vấn đề biên giới với Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kiên quyết giữ vững tinh thần chiến đấu của mình. Ông Pandey đã có bài phát biểu quan trọng cho một hội nghị kéo dài 2 ngày về sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Vị tổng tham mưu khẳng định, các cách thức quản lý biên giới hiện tại đang bị vi phạm bởi Trung Quốc. Điều quan trọng nhất là Ấn Độ phải giữ gìn di sản của mình tại khu vực biên giới đang tranh chấp. Ông Pandey cho rằng các vấn đề biên giới không thể tách rời khỏi quan hệ song phương đang có giữa hai nước, vì Trung Quốc dường như đang muốn Ấn Độ gạt bất đồng qua một bên để cùng phát triển kinh tế. Cũng trong ngày 28 tháng 3, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội ngày 21 tháng 5. Nhà lãnh đạo nói ông muốn có một đội ngũ phù hợp để thúc đẩy cải cách sau 4 năm cầm quyền. Hiện nay, Đảng Dân Chủ mới của ông Mitsotakis đang dẫn trước Đảng Đối lập cánh tả Syriza do ông Alexis Tsipras lãnh đạo kể từ khi cầm quyền vào năm 2019. Nhưng thảm họa đường sắt vào đầu tháng 3 làm chết 57 người đã khiến công chúng mất tín nhiệm vào chính quyền hiện tại. Thảm họa đường sắt trên tuyến Athens Thessaloniki là thảm họa nghiêm trọng nhất từng ghi nhận ở Hy Lạp, đã gây ra các cuộc biểu tình diện rộng trong xã hội. Sự kiện cho thấy tình trạng xuống cấp của mạng lưới đường sắt nước này, một di sản của cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp, kéo dài 10 năm và mới kết thúc vào năm 2018. Cho đến nay, Đảng Dân Chủ mới đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận so với Đảng Đối lập Syriza. Tuy nhiên, sau vụ thảm họa đường sắt, các dữ liệu cho thấy khoảng cách của hai đảng đang thu hẹp. Trong cuộc thăm dò gần nhất, Đảng Dân Chủ mới nhận được 35,6% tỷ lệ ủng hộ, trong khi Đảng Syriza giành được 30,7%. Ở Đức, lá cờ Vương quốc Anh đã tung bay trước cổng Brandenburg trong ngày 28 tháng 3, như một lời thông báo về chuyến thăm sắp tới của vua Charles cùng phu nhân Hoàng hậu Camilla đến nước này. Theo Reuters, vợ chồng quốc vương Anh sẽ đến Đức vào ngày 29 tháng 3. Với sự đón tiếp của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier trong nghi thức quân đội tại cổng Brandenburg, không xa Đại sứ quán Anh và khách sạn Edland, nơi hai người sẽ tạm trú trong chuyến thăm. Rất nhiều du khách cả trong và ngoài nước Đức rất mong đợi sự kiện này. Một số người từng gặp trực tiếp vua Charles trước đây và có ấn tượng tốt với ông. Vua Charles sẽ có lịch trình bận rộn trong chuyến thăm nước Đức 2 ngày, bao gồm việc gặp Tổng thống Frank-Walter Steinmeier cũng như Thủ tướng Olaf Scholz. Nguyên thủ nước Anh cũng sẽ phát biểu trước Quốc hội Đức, gặp gỡ người tị nạn Ukraine, sau đó đến thăm thành phố cảng Hamburg vào ngày 31 tháng 3 để tìm hiểu về việc áp dụng công nghệ xanh. Thưa quý vị, vua Philip VI của Tây Ban Nha đã trổ tài chơi nhạc cụ flamenco truyền thống của mình bên ngoài nhà hát Gran Teatro Fala tại thành phố Cassis, Tây Nam nước này. Cùng với 64 người khác, vua Philip đã tạo nên những giai điệu bắt tai, vui nhộn trước sự chứng kiến của đông đảo người dân đứng gần đó. Đây là một sự kiện tự phát diễn ra sau ngày đầu tiên của Hội nghị Ngôn ngữ Tây Ban Nha lần thứ 9. Một nhóm nghệ sĩ đã tụ tập để chào đón nhà vua cùng vợ, Hoàng hậu Leticia. Flamenco là loại hình nghệ thuật phổ biến ở các khu vực miền Nam Tây Ban Nha, mang đậm phong cách truyền thống của nền văn hóa quốc gia này hơn bất kỳ một loại hình nghệ thuật nào khác.
với nhiều người, flamenco có ý nghĩa nhiều hơn là một dòng nhạc thuần túy. Nó là công cụ giúp họ tìm được sự đồng cảm và cũng là cuộc sống, tất cả những gì họ đã trải qua trong đời. Trong khi đó, đệ nhị quý ông Du Emhoff mới đây đã có trải nghiệm thú vị được mặc trang phục truyền thống của Ghana khi ông tháp tùng vợ mình, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm quốc gia Tây Phi này. Trong một buổi lễ ngoài trời do lãnh đạo khu vực Cape Coast, Osabarima Kawesi Atta II chủ trì, hai người đàn ông đã giúp đệ nhị quý ông Emhoff mặc bộ quần áo được làm bằng vải kết với màu sắc họa tiết rực rỡ trước khi chụp ảnh kỷ niệm. Phó Tổng thống Mỹ Harris và chồng đã có mặt tại Ghana hôm 27 tháng 3, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước châu Phi kéo dài một tuần. Thuộc khuôn khổ chuyến thăm, bà Harris đã công bố khoản tiền 100 triệu đô la Mỹ mà Mỹ cam kết dành cho Ghana để giúp quốc gia Tây Phi này đối phó với chủ nghĩa bạo lực cực đoan và tình trạng bất ổn hiện nay. Chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ là chuyến thăm mới nhất của các quan chức cấp cao Mỹ đến châu Phi. Trong bối cảnh, Washington đang tìm cách đối phó với sức ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc và Nga ở lục địa này. Các tin tức nổi bật khác về lĩnh vực xã hội, văn hóa, thể thao trên thế giới. Thưa quý vị, Lionel Messi đã vượt ra khỏi cái bóng của huyền thoại Diego Maradona sau khi dẫn dắt đội tuyển Argentina một lần nữa chạm đến chức vô địch World Cup vào tháng 11 năm ngoái trên đất Qatar. Mới đây, một bức tượng sáp mô tả tiền đạo 35 tuổi cầm chiếc cúp vô địch World Cup đã được ra mắt công chúng và dự kiến sẽ được đặt bên cạnh bức tượng của Maradona và Pele, chân sút vĩ đại của Brazil tại bảo tàng của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Messi đã đứng cạnh tượng sáp với kích thước thật của mình trong buổi lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ tại trụ sở khi còn nhỏ và trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tôi đã có một chặng đường rất dài. Thành công có, thất bại có, nhưng tôi luôn hướng về phía trước với quyết tâm giành chiến thắng. Hãy chiến đấu vì ước mơ của mình. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng và đẹp đẽ nhất. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Argentina đã đổi tên cơ sở đào tạo của đội tuyển quốc gia theo tên Messi vào ngày 25 tháng 3, hai ngày sau khi Messi ghi bàn thắng thứ 800 trong sự nghiệp, góp phần mang về chiến thắng 2-0 cho Argentina trong trận giao hữu với Panama. Hiện tiền đạo 35 tuổi đã có 99 pha lập công dưới màu áo quốc gia. Anh sẽ trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên sở hữu 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia nếu anh ghi bàn trong trận giao hữu với Curaçao vào ngày 28 tháng 3 theo giờ địa phương. Và ở trận đấu đó, Messi đã lập hat-trick góp vào chiến thắng 5-0 của đội nhà trước Curaçao. Mới đây, nam con rồng Komodo đã chào đời tại vườn thú Biopark Fuen Girola, miền Nam Tây Ban Nha, đánh dấu lần đầu tiên sau một thập kỷ loài thằn lằn lớn nhất thế giới sinh sản thành công ở nước này. Con rồng Komodo cái 13 tuổi đã đẻ một lứa 12 quả trứng vào tháng 8 năm ngoái. 5 trong số này đã được chọn để trải qua quá trình ấp trứng nhân tạo trong hơn 7 tháng. Đó là một nhiệm vụ tốn thời gian nhưng rất tuyệt vời, một thành tích mỹ mãn cho tất cả chúng tôi. Ông Milagros Roberto, người đứng đầu bộ phận bò sát lưỡng cửu học của vườn thú Biopark Fuengirola, chia sẻ với Reuters. Người đàn ông tự nhận bản thân là mẹ của loài rồng, đồng thời ca ngợi sự xuất hiện của những con rồng Komodo mới là đại diện cho một tương lai đầy hy vọng của loài này. 5 cá thể con hiện nhẹ hơn quả chanh và có chiều dài chưa bằng hộp đựng giày. Nhưng một ngày nào đó, chúng sẽ đạt chiều dài gần 3 mét và nặng tới 70 km. Rồng Komodo được biết đến là những kẻ săn mồi đỉnh cao với hàm răng sắc nhọn cùng vết cắn có nọc độc. Loài có nguồn gốc từ Indonesia này đang nằm trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Hiện chỉ khoảng 1.500 cá thể đang sống trong môi trường tự nhiên. Phần cuối chương trình mời quý vị đến với một lễ ra mắt thú vị tại Bảo tàng Khoa học Nemo ở Hà Lan, nơi trưng bày cục thịt viên khổng lồ được làm từ thịt có cấy DNA của loài voi mammoth đã tuyệt chủng từ lâu. Và những hình ảnh về vật phẩm độc đáo này sẽ thay cho lời kết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Viên thịt khổng lồ được nhà sản xuất thịt vào của Úc làm ra để dành cho ngày cá tháng 4. Công ty này cho biết họ muốn mọi người thảo luận về loại thịt thay thế, được xem là phương pháp bền vững để thay thế thịt tự nhiên. Nhà sáng lập của Vow, anh Tim Noel Schmidt, chia sẻ với Reuters rằng,
Chúng tôi muốn tạo ra một thứ khác biệt so với những gì mọi người đã biết. Lý do chúng tôi chọn voi ma mút là vì chúng đã tuyệt chủng do biến đổi khí hậu. Viên thịt to lớn này được làm từ các tế bào có tiềm gen của loài voi ma mút, gọi là myoglobin. Do trình tự DNA của voi ma mút mà vào thu được có một vài khoảng trống, nên DNA của voi châu Phi hiện tại đã được chèn vào để hoàn thiện. Tuy nhiên, viên thịt khổng lồ này sẽ không được mang ra để tiêu thụ, anh Noah K. Smith cho biết. Nó là một loại protein đã xuất hiện cách đây 4.000 năm. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ. Các cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt đã được thực hiện. Chúng tôi muốn tạo ra một thứ gì đó để có thể tiêu thụ trên thị trường. Công ty Vow hy vọng các loại thịt thay thế sẽ được sản xuất ở Liên minh châu Âu.